Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm hồn. Ngựa đỏ và lạc đà. Hôm ấy trên thảo nguyên tổ chức hội thi chạy, ngựa đỏ và lạc đà cùng ghi tên tham gia thi. Tớ chắc thắng rồi, cậu cứ chờ mà nhận thua đi nha. Xuất phát! Anh ngựa ơi, cố lên! Lạc đà ơi, cố lên nào, cố lên nào! Lạc đà phen này thì chỉ có nước độn thổ thôi. Chắc cậu ta đang ao ước có đôi chân nhỏ gọn, thân hình cường tráng như mình đây. Người gì mà mập ú, bốn cẳng như bốn cục thịt bự thế kia chứ, lại còn đòi thi thú nữa. Mấy ngày sau, cư dân bên kia sa mạc đang phải gánh chịu dịch bệnh. Ngựa đỏ và lạc đà giúp bác đưa thuốc sang để kịp thời cứu chữa cho họ nha. Hai cháu chạy giỏi nhất trên thảo nguyên này mà, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ thôi. Sao bác lại để cháu đi cùng lạc đà chậm chạp chứ? Thế này thì cháu lại phải chờ bạn ấy dài cổ thôi. Lên đường nào! Cố lên cậu! Vòng qua thêm hai đụng cát nữa là có nước rồi. Cậu hãy bước theo dấu chân của mình cho đỡ mệt. Cậu giỏi thiệt đó, lạc đà! Không, trong sa mạc mình hơn cậu. Nhưng trên đồng cỏ thì mình không dám sánh với cậu đâu. Mình hiểu rồi, lạc đà!